Đi đâu anh nói tiếng gì đi? Do mấy tuổi rồi? 8 ngày tuổi hả? Đẹp Đúng trai rồi. quá. Ô mẹ Siro đây. Mẹ Siro đẹp như là một cái con Thôi đi chỗ mẹ. khác. Đây là gì Siro? Gì Siro? Giờ không xin đi đo thôi, không được làm gì đâu. Anh đây là có mẹ xí lô, có mẹ hư hỏng mất nết. Nằm chơi đi nha, đói rồi bơm tiếp nha. Em khoan đó, để ba khoe củ quý coi. Anh chụp củ quý nha. Ghê, dạy đi đâu đó. Sợ chứ gì. Ủa đái chưa vậy? Đái rồi đó, nó có vàng vàng. Đừng có dọc nó đái bậy nữa. Ôi sorry nha. Sorry mẹ si đâu vớ vơ vẩn nhau. Có thương ba si đâu không? Ngại ngùng không nói. Sao lại ngại ngùng không nói? Đây là gì Siro đây? Chị không tranh cháu nha. Không tầm bậy tầm bạ nha.